huấn luyện viên đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt Qatar. Huấn luyện viên Carlos Queiroz, người từng đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam, đã ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Qatar tới năm 2026. Liên đoàn bóng đá Qatar thông báo ký hợp đồng với huấn luyện viên Carlos Queiroz. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt đội tuyển Qatar với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2026. Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Carlos Queiroz là giúp Qatar giành thành tích tốt tại CONCACAF Gold Cup diễn ra vào tháng 6 tới và vòng chung kết ASEAN Cup 2023 tổ chức vào tháng 1. Khi mà Qatar là nước chủ nhà, mục tiêu lớn nhất mà Liên đoàn bóng đá Qatar kỳ vọng ở huấn luyện viên Carlos Queiroz là có thể giúp đội bóng này giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Tại vòng chung kết World Cup 2022 tổ chức tại Qatar, dù là nước chủ nhà, nhưng đại diện châu Á đã chơi không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng. Sau chiến dịch World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Qatar và huấn luyện viên Félix Sánchez Bas thống nhất không gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Carlos Queiroz từng là trợ lý của Sir Alex Ferguson. Ông cũng dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau như Bồ Đào Nha, Iran, Colombia, Ai Cập và Qatar. Khi dẫn dắt đội tuyển Iran, huấn luyện viên Carlos Queiroz đã đối đầu với đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo tại ASEAN Cup 2019. Ở trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2019, đội tuyển Iran đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam. Mặc dù thua đội tuyển Iran, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp vì lọt top những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 và chỉ thua đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết. Trong khi đó, Iran lọt vào tới vòng bán kết sau khi đánh bại Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng sau đó đại diện Tây Á thua 0-3 trước Nhật Bản tại bán kết. Đội vô địch ASEAN Cup 2019 là Qatar.